Kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất vui khi được gửi tới quý vị khán giả những tin tức mới nhất trong ngày và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Theo thông tin của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, từ hai báo cáo của huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, trưởng khoa công tác xã hội, Đại học Sư phạm Hà Nội đã có những phân tích đánh giá ban đầu về vụ việc đáng tiếc này. Theo ông, hành vi của các em học sinh đối với cô giáo ở Tuyên Quang là điển hình của bạo lực thể chất đối với cô giáo. Đó là việc quay, nhốt cô giáo H trong lớp học, sử dụng bạo lực tinh thần với cô, nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay clip đưa lên mạng xã hội. Những hành vi này hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của người học trò và cũng bộc lộ sự bất lực của giáo viên. Về phía trường Trung học cơ sở Văn Phú, theo thông tin ban đầu thì giữa cô H và học sinh từ tháng 9 đã có va chạm, xung đột, ứng xử lệch chuẩn. Nhà trường đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo với cô giáo, nhưng đáng tiếc là dường như chưa có các biện pháp hiệu quả để phòng ngừa sự việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Đây là một nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự việc ngày 29 tháng 11 giữa cô H với chính nhóm học sinh trước đó có mâu thuẫn với mình. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình cho biết rằng đây là vụ việc đáng tiếc vì cùng một vấn đề, cùng một giáo viên và cùng một nhóm học sinh các lớp 7C, 6A. Xét về đặc điểm độ tuổi, các em học sinh này đang vào giai đoạn thay đổi tâm sinh lý. Bản thân các em còn nhiều hạn chế về kiểm soát cảm xúc, phân tích, xử lý, giải quyết tình huống, tìm kiếm sự trợ giúp hay sử dụng mạng xã hội. Đây là nguyên nhân từ phía các em dẫn đến vụ việc đáng tiếc. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình, sự việc học sinh quay cô giáo ở Tuyên Quang cho thấy cần chú trọng hơn nữa giáo dục văn hóa, đạo đức trong nhà trường với sự tham gia của tất cả các thành phần từ học sinh, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý, phụ huynh. Trong các hoạt động này, cần ưu tiên rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Hiện nay, một số trường có thể đã bố trí chuyên viên tư vấn tâm lý và công tác xã hội để hỗ trợ các vấn đề mà học sinh có thể gặp phải. Những nhân lực như vậy có vai trò quan trọng, vừa chia sẻ áp lực với giáo viên, vừa chuyên môn hóa hoạt động tư vấn tâm lý học đường, có thể trở thành cầu nối, tháo gỡ những mâu thuẫn, hiểu lầm, khoảng cách giữa học sinh với giáo viên, thậm chí là giữa phụ huynh với nhà trường, góp phần phòng ngừa và hạn chế những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra. Theo cách đó, công tác xã hội trường học có nhiệm vụ lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ về sự việc đã xảy ra, phân tích những mặt chưa đúng từ cả hai phía để rút kinh nghiệm. Điều quan trọng là cần kết nối các bên cùng tham gia phân tích, giải quyết vấn đề, cầu nối giữa nhà trường, gia đình, xã hội, giúp xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện, văn minh, hạnh phúc, làm đẹp truyền thống, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Ở khía cạnh quản lý nhà nước, Phó giáo sư Nguyễn Thanh Bình cho biết, với sự phát triển và yêu cầu ngày càng đa dạng, ngày càng cao của xã hội, cũng như trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 20, trong đó có quy định về vị trí việc làm tư vấn học sinh trong hệ thống các trường phổ thông. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương, các trường tiến tới chuyên nghiệp hóa công việc này. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thành Nam, chủ nhiệm khoa các khoa học giáo dục thuộc Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, với những thông tin đánh giá ban đầu về chuỗi diễn biến dẫn tới hành vi cực đoan học sinh quay cô giáo ở Tuyên Quang, gợi ra cho những nhà giáo dục, giới nghiên cứu về khoa học giáo dục nhiều suy nghĩ. Thông tin được đăng trên báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nam cho biết, trong trường hợp này thì học sinh đã thiếu kỹ năng, nhận thức pháp luật cũng như kiểm soát an toàn trên không gian mạng. Các em thiếu kỹ năng hành xử phi bạo lực với người lớn, trong đó có cô giáo dạy mình. Về phía cô giáo thì cũng có hành vi chưa chuẩn mực, nhưng bất kể lý do gì thì hành vi mang tính tập thể của học sinh như vậy là không thể chấp nhận. Diễn biến trên lớp học cho thấy cô giáo âm nhạc này đã rất cô đơn, đơn độc. Sự việc diễn ra mà không thấy sự vào cuộc kịp thời của nhà trường, cha mẹ học sinh. Phân tích về hành vi của cô giáo, vị chuyên gia này cho rằng cần tìm hiểu diễn biến trước đó liên quan tới cô giáo là gì, những yếu tố nào đã thúc đẩy học sinh có những biểu hiện bạo lực mang tính tập thể lệch chuẩn như vậy. Đối chiếu theo quy chuẩn đạo đức nghề giáo thì bóc tách riêng hành vi của cô giáo là không đẹp. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn tới phản ứng ấy thế nào thì cần tìm hiểu kỹ. Đối với các em học sinh, các hành vi tấn công bằng ngôn ngữ và cơ thể với cô giáo là không thể chấp nhận được, nhất là khi diễn ra ngay trong môi trường giáo dục. Phó giáo sư Trần Thành Nam đánh giá sự việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang là rất nghiêm trọng, cho thấy chất lượng giáo dục, môi trường giáo dục ở ngôi trường này đang có những khiếm khuyết lớn, rất cần mổ xẻ, đánh giá toàn diện. Trong khi đó, clip bạo lực lan tỏa trên mạng xã hội chỉ cho thấy một lát cắt của sự việc, khiến dư luận dễ cảm nhận đơn giản, một chiều, chỉ thấy hiện tượng mà khó hiểu rõ bản chất. Những video bạo lực như vậy gây áp lực ngược trở lại cho đội ngũ giáo viên, có thể khiến thầy cô giáo mất động lực nghề nghiệp. Ông Nam cho rằng, vụ việc học sinh quay cô giáo ở Tuyên Quang cần được nhà trường, các cấp chính quyền vào cuộc rút ráo và minh bạch sự việc, qua đó ngành giáo dục ở Tuyên Quang cũng như các địa phương khác rút ra bài học cho chính mình.
Theo báo Dân Trí, trước khi sự việc trò ném dép lăng mạ cô giáo ở Tuyên Quang đẩy bạo lực học đường lên đến đỉnh điểm, thời gian qua đã xảy ra hàng loạt vụ bạo lực khác mà ở đó học trò là thủ phạm với những chiêu thức bạo hành, ra đòn tàn ác. Như vụ bạo lực học đường mới đây tại trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, nữ sinh ra tay với bạn học bằng những cú lên gối, đập thẳng vào mặt, vào đầu, làm nhiều người lạnh xương sống. Hay clip nữ sinh ở Nghệ An bị hai nữ sinh khác lột đồ, đánh đập dã man bằng nhiều cú đạp thẳng vào đầu, vào mặt, bất chấp lời cầu xin của nạn nhân. Rồi sự việc, một nhóm bạn ở Hà Nội giữ chặt tay chân, thúc vào vùng kính một nam sinh vào cột. Nhiều, nhiều lắm. Cái ác của con trẻ giờ đây không chỉ ở nắm đấm, cú đạp, giật tóc, lột đồ, mà còn cả tiếng cười đùa của những đứa trẻ vây quanh, đứng nhìn, cổ vũ, hay cả từ sự thờ ơ trước nỗi đau của bạn bè. Chưa nói đến những sự việc kinh khủng khác khi trẻ em là tội phạm trong các vụ án mạng mà nạn nhân có khi chính là cha, là mẹ của các em. Theo tiến sĩ Quốc Thu Hồng, Viện trưởng Nghiên cứu Phát triển Xã hội ISDS, trong mấy năm gần đây, tình trạng học sinh đánh nhau và quay clip tung lên mạng xã hội không còn là hiện tượng hiếm gặp ở Việt Nam. Mọi người bức xúc, giận dữ, phê phán, các cơ quan chức năng vào cuộc, nhà trường phê bình, kỷ luật giáo viên. Nhiều giáo viên tặc lưỡi, kêu khổ và dường như cũng đã có người bắt đầu chịu đựng cảm giác bất lực. Cho đến sự việc cô giáo trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị chính học sinh của mình vây trong lớp và bị chúng lăng mạ, xúc phạm, tiến sĩ Quốc Thu Hồng cho rằng sự việc là chỉ dấu của một thực tế rằng bạo lực học đường đã không còn giới hạn. Vì thế người thầy vốn được đề cao hoặc thậm chí còn hơn cả cha mẹ trong xã hội Việt Nam cũng không cứu được cô giáo khỏi bạo lực từ những đứa trẻ mà chính cô dạy dỗ. Tiến sĩ Quốc Thu Hồng cho hay, đọc các bình luận về vụ việc, bà thấy nhiều người đặt câu hỏi vì đâu nên nổi. Bà cũng cho biết, tôi nghĩ câu hỏi đó chỉ là một cách cảm thán và thể hiện sự bất lực của mọi người trước sự việc khủng khiếp này. Còn ai cũng biết câu trả lời. Bà Hồng chia sẻ, bà thường xuyên theo dõi vấn đề bạo lực học đường. Lần nào xem các clip đó, bà cũng thấy kinh sợ. Bà kinh sợ vì thấy mức độ bạo lực trong trẻ em ngày càng gia tăng. Bà khiếp hãi vì thấy một số trẻ hạ hê khi tung ra những đòn đánh cực kỳ hiểm ác vào thân thể non nớt của những đứa trẻ là nạn nhân và trút lên đầu nó những lời chửi rủa, mạt sát khủng khiếp. Bà hiểu vì sao những đứa trẻ nạn nhân có thể tìm đến cái chết, vì sao có đứa bị rối loạn tâm trí không thể phục hồi. Bà Quốc Thu Hồng nhấn mạnh, bạo lực thể chất, bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế hay bạo lực tình dục giữa người lớn chính là nguồn cơn dẫn đến bạo lực của trẻ con đối với trẻ con và trẻ con đối với người lớn như những câu chuyện ở trên. Bà cho biết mức độ bạo lực giữa trẻ con phản ánh mức độ bạo lực giữa người lớn. Mức độ bạo lực của cả người lớn và trẻ con phản ánh mức độ suy đồi của đạo đức xã hội. Đồng cảm với quan điểm trên khi nói đến cái ác ở trẻ nhỏ, tiến sĩ Phạm Thị Thúy, Học viện Hành chính quốc gia phân viện thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo tình trạng con trẻ đang là nạn nhân từ giáo dục, môi trường sống, các tác động xã hội. Theo bà Thúy, khi người lớn còn bạo lực thì đừng mong không còn bạo lực học đường. Tiến sĩ Phạm Thị Thúy cho hay, khi trẻ căng thẳng, sống trong môi trường bạo lực, trẻ có thể có nhiều hành vi gây rối cho chính môi trường học tập, cho người xung quanh. Khi trong lòng không yên ổn, có nhiều bức xúc, trẻ có thể có hành vi giận cá chém thớt. Chuyên gia xã hội học này ví trẻ em ngày nay như nồi áp suất bị dồn nén cảm xúc, chỉ chờ để xì hơi rất nguy hiểm. Các em mất sự kết nối với chính mình, với gia đình, với giáo viên, phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống. Báo VTC cập nhật, trước việc mạng xã hội xuất hiện hai đoạn video ghi lại hình ảnh nhóm học sinh dồn cô giáo vào góc lớp, đe dọa kèm theo lời chửi bới. Thậm chí cô giáo này còn bị học sinh ném dép vào mặt nhưng vẫn không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra văn bản liên quan vụ nhóm học sinh Tuyên Quang ép nữ giáo viên vào tường rồi ném dép vào cô gây bức xúc dư luận. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành dựa trên báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang về vụ việc xảy ra tại trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương. Một nhóm học sinh có hành động bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng đối với nữ giáo viên. Bộ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Trên cơ sở đó có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng mức độ vi phạm với các cá nhân và tập thể liên quan, giáo viên, học sinh, lãnh đạo trường, đơn vị quản lý giáo dục huyện và các cá nhân đơn vị liên quan khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ việc, đồng thời tập trung tăng cường công tác quản lý và đánh giá giáo viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng văn hóa học đường.
Bộ cũng yêu cầu các trường cần giáo dục tư tưởng đạo đức lối sống cho học sinh, phối hợp chặt chẽ với gia đình và các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc quản lý giáo dục học sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo kết quả về Bộ trước ngày 29 tháng 12. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ xử lý vụ một cô giáo dạy môn âm nhạc trường trung học cơ sở Văn Phú bị nhiều học sinh khóa cửa, nhốt trong lớp, chửi bới và ném dép vào người, ghi nhận từ báo Người Lao động. Sự việc xảy ra tại lớp 7C, trường trung học cơ sở Văn Phú. Cô giáo bị ném dép là giáo viên dạy môn âm nhạc tại trường. Theo ông Bùi Xuân Lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang cho biết, cô giáo dạy âm nhạc từng nhiều lần có phát ngôn chợ búa, không chuẩn mực khi giao tiếp với học sinh. Cô cũng mới bị trường cảnh cáo vì hành vi này. Trong khi đó, nhóm học sinh trường trung học cơ sở Văn Phú có thái độ không tôn trọng cô từ trước. Đến hôm cô có hành vi hay phát ngôn chưa phù hợp, các em phản ứng thiếu chuẩn mực. Xã đã mời cơ quan chức năng, công an huyện Sơn Dương cùng phụ huynh những học sinh liên quan tới trường làm việc. Tạm thời, các học sinh phải viết bản kiểm điểm do cô giáo vắng mặt trong buổi làm việc. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhốt trong lớp. Nhiều học sinh dồn giáo viên này vào góc tường. Các học sinh liên tục chửi bới, thách thức, ném dép vào người cô giáo. Trong cảnh hỗn loạn, nhiều chiếc dép được ném liên tục vào người nữ giáo viên. Khi giáo viên cầm dép lên hỏi ai đã ném cô thì không ai trả lời. Sau đó, một chiếc dép ném trúng vào đầu nữ giáo viên khiến cô choáng váng rồi nằm ra sàn. Lúc này các học sinh xung quanh mới bỏ chạy. Vào ngày 29 tháng 11, xảy ra sự việc học sinh xúc phạm cô giáo H như đoạn video lan tràn trên mạng xã hội mấy ngày qua. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, trong tiết 3, môn âm nhạc của lớp 7C trường trung học cơ sở Văn Phú, tức khoảng 10 giờ 30 phút, cô H vào lớp thì thấy một số học sinh vẫn ở ngoài nên có lời nhắc nhở. Ngay lập tức, một số học sinh có phản ứng tiêu cực. Khi tiết học bắt đầu, một số học sinh ra ngoài nhưng cô H không đồng ý. Cả tiết học ấy, giữa cô và trò có những khúc mắc. Sau giờ dạy lớp 7C, cô H sang dạy tiết 4 tại lớp 6A. Kết thúc tiết âm nhạc này, một số học sinh lớp 7C sang lớp 6A. Tại đây, các học sinh quay cô giáo và tiếp tục có phát ngôn hành vi thiếu chuẩn mực mà theo báo cáo của huyện là nổi tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải trên mạng xã hội Facebook. Trước diễn biến này, ngày 30 tháng 11, huyện Sơn Dương đã ra văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết thông tin sự việc. Nhiệm vụ này được giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Công an huyện và các cơ quan liên quan thực hiện. Ngược dòng sự kiện, khoảng tháng 9 năm 2023, cô PTH, tên viết tắt, giáo viên môn âm nhạc của trường trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương, có mâu thuẫn với học sinh lớp 6A, rồi dẫn tới những lời nói không đúng chuẩn mực đạo đức của giáo viên. Sự việc được một học sinh lớp 7C quay lại bằng điện thoại, chia sẻ cho nhóm bạn rồi đăng tải trên Facebook. Theo Công an huyện Sơn Dương, quá trình xử lý của trường trung học cơ sở Văn Phú sau đó đã đi đến quyết định của hiệu trưởng nhà trường ký ngày 21 tháng 11 thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với cô H. Nhà trường đánh giá cô H đã vi phạm đạo đức nhà giáo, xúc phạm danh dự nhân phẩm học sinh, ngôn ngữ, ứng xử của giáo viên chưa đảm bảo tính sư phạm, đúng mực. Những phê bình, những hành vi thiếu chuẩn mực trong giáo dục là cần thiết, nhưng dư luận đừng dùng các thầy cô vì phía góc bục giảng, đẩy thầy cô trở nên vô cảm, ghi nhận từ báo Dân Trí. Thời gian vừa qua, dư luận xôn xao trước vụ việc một cô giáo tại trường trung học phổ thông Đồi Cấn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp dùng kéo cắt tóc nữ sinh trong lớp học. Sức ép tứ bề của vụ việc khiến giáo viên này ngay lập tức lên tiếng nhận lỗi về hành vi của mình. Trước đó, cô giáo cũng đã đến nhà học sinh để xin lỗi gia đình. Trước diễn biến sự việc, một số ý kiến bày tỏ sự thông cảm với người làm giáo dục khi đang bị thử thách bởi vô vàn áp lực, đặc biệt là cái nhìn thiếu đồng cảm từ dư luận. Cô Xuân Anh, giáo viên ở một trường cấp 3 tại tỉnh Nam Định trải lòng về những áp lực mà cô và các đồng nghiệp phải đối mặt mỗi ngày. Khi thực tế, nhiều phụ huynh truyền cho con tư tưởng có bố mẹ chống lưng nên nhiều học sinh không có tâm lý kính sợ thầy cô và khó dạy bảo. Cô Xuân Anh cho biết, phải đứng trên bục giảng mới hiểu được hết những áp lực mà một giáo viên đang phải gánh chịu. Phải đặt mình trong tình huống đấy mới biết giữ bình tĩnh khó đến mức nào. Không có ai hoàn hảo, ai cũng có lúc mắc sai lầm và giáo viên cũng vậy. Trong quá trình giảng dạy, không tránh khỏi những lúc chúng tôi có sự mâu thuẫn với đồng nghiệp, học trò và phụ huynh học sinh. Giáo viên này tâm sự rằng,
giáo viên hiện nay đi dạy gặp rất nhiều rủi ro, chỉ cần hơi đụng chạm đến học sinh là mạng xã hội đã rần rần phán xử, kết tội giáo viên vi phạm nhân quyền dù chưa rõ cội nguồn câu chuyện. Cô cho biết thêm, bới lông thì sẽ có vết, nhưng tôi nghĩ không nên vì một hành vi nóng nảy, thiếu kiềm chế trong tình huống ứng xử của một thầy cô đối với học sinh mà phủ nhận tất cả những cái tốt trong họ. Thời đại 4.0 hiện nay, cái gì cũng có thể đem ra chỉ trích, đe dọa. Nghề giáo cũng đã không còn được coi trọng như trước nữa. Giáo viên thời nay sợ phụ huynh, sợ cả học sinh. Cô Xuân Anh nói thêm rằng đã từng chứng kiến nhiều nhà giáo co mình lại do áp lực của công việc, gieo chữ, trồng người. Vì chính sự soi xét của phụ huynh, sự khắc khe của dư luận xã hội hay sự bất lực trước một phần học sinh cá biệt nhưng không thể uốn nắn khiến lòng người thầy cô nguội lạnh lựa chọn chỉ làm tròn nghĩa vụ dạy chữ. Cô Xuân Anh cho biết rằng khi làm nghề, mong ước chung của các thầy cô giáo là nhận được sự tin tưởng, thấu hiểu và đồng cảm của phụ huynh, gia đình và xã hội để có thể vững tâm với nghề, cống hiến vì sự nghiệp trồng người. Tôi hy vọng dư luận có thể nhìn nhận sự việc và đối xử với những người làm giáo dục bằng con mắt khách quan và khoan dung hơn. Theo quan điểm cá nhân của thầy Giang Thái, cựu giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Thái Bình, xét trên lĩnh vực dạy người, giáo viên vì cái sai của học sinh mà trực tiếp giáo huấn trước đám đông là không phù hợp, nhưng xét cho cùng cũng vì muốn dạy dỗ trẻ thật tốt. Thầy Thái cho biết, bằng kinh nghiệm bản thân, tôi tin rằng hầu hết những người thầy cô có tính cách mạnh mẽ, hành động đi kèm với lời nói là những người rất có trách nhiệm với công việc, thẳm sâu trong tâm can họ, rất tâm huyết, yêu nghề, yêu trò, chứ không phải là người ghét bỏ hoặc thù ghét gì học trò. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.